giờ mình sẽ test luôn cái mức độ rỉ của bóng khí heli này. Đưa tay dò gần bóng này. Đó, máy xuống ngay thay ngay lập tức. Càng gần nguồn rò rỉ thì cái mức độ rỉ cũng càng cao. Đó. Quay cái tay dò này thấy là sẽ mình đưa gần nguồn rò rỉ mức độ rỉ càng cao. Đưa xa thì nó sẽ giảm dần. Okay.